Xin chào các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách nấu nước lèo xương để em mình ăn nuôi hủ tiếu hay mì đều ngon, ngọt, thanh. Bây giờ mình xin mời các bạn cùng vào bếp và theo dõi cách nấu của mình rất là đơn giản, nhanh, gọn. Thank you.